Phần 4. Tôi cũng như bao nhiêu thanh niên thời ấy, bị cuốn hút bởi đủ thứ ngôn từ sáo rỗng, nào vung gươm ra xa trường, dù cho da ngựa bọc thây, thề phanh thây uống máu quân thù, mà giờ đây phải thấy là tuyên truyền kích động rẻ tiền, thậm chí sặc mùi chém giết dã man mà vẫn quyết chí ra đi không hẹn ngày về. Trong số bạn đồng khóa với tôi lên đường Nam Tiến, chỉ còn sót lại Bùi Xuân Vĩnh, hiện là bác sĩ ngoài đảng, do nửa đường ngã bệnh. Toàn bộ đoàn quân Tây Tiến đón đoàn quân Diên An cũng thế, gần như không một ai trở lại. Họ đã lần lượt ra đi vì sốt rét ác tính, nhiều người còn chưa được một lần nổ súng diệt một kẻ thù nào. Chỉ có tiếng còng tiễn đưa họ về nơi ngàn suối, chỉ một tiếng còng mà thôi, để báo đã có một chiến sĩ anh hùng bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc. Nếu có tiếng thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thì đó là thêm người thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Bài tiếng còng quân y của đại đội trưởng Vũ Như Trang đã được viết bằng trái tim anh trong cảnh chính anh nằm chờ tiếng còng dành cho mình. Đến hôm nay người ta cố tình lờ đi, không dám phục hồi bài ca chiêu hồn ấy, dù đã phục hồi bài thơ của Quang Dũng, Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc. Bài thơ của Quang Dũng ít ghê rợn hơn, ít làm mất tinh thần chiến đấu của quân đội nhân dân anh hùng hơn chăng? Có một lý do mà chỉ người cùng thời đó biết, nhưng không ai muốn cải chính. Khi thấy bạn mình được tô hồng sau nhiều năm bị đánh đấm, đến nỗi từ một ông hộ pháp trở thành chàng thi sĩ gầy còm, không một xu dính túi nhưng vẫn sống trong sáng hiền lành giản dị, vị tha đến cuối đời. Quang Dũng may mắn không phải đính chiến như là Trang, như Đức, như nhiều bạn bè của tôi, của anh. Anh được Bộ Chỉ huy Tây Tiến xếp cho làm lính kiểng, nghĩa là không bị nằm đợi tiếng còng báo tử như tác giả của tiếng còng quân y. Còn tôi, cái số cũng y như Quang Dũng, nghĩa là vừa vào vệ quốc đoàn đã bị kéo ngay về Bộ Tư lệnh Chiến khu 3 vì nói tiếng Tây và biết hát biết đàn. Khi Hải Phòng nổ phát súng đầu tiên, tôi vẫn chưa học qua một lớp huấn luyện quân sự nào. Vậy mà tôi đã thản nhiên nằm giữa đường cát dài trụ sở của phòng quân nhu cùng hai chú lính cậu như tôi là Lê Kim Ưởng và Nguyễn Đăng. Với khẩu Thompson mua được của mấy tay bấu xấu ngoài cảng, chúng tôi yên chí sẽ diệt không sót tên Pháp nào dám lại gần. Sự ngây thơ đến tội nghiệp này đã cướp đi mạng sống của hàng loạt lính kiểng, trong đó có Đăng là tay chơi guitar Hawaii trong nhóm văn nghệ ngoài giờ của chúng tôi. Lý do suốt 3 ngày phục kích một cách lộ liễu, chúng tôi chẳng thấy một thằng Tây nào xuất hiện. Trái lại, đạn súng cối và trái phá đủ cỡ đủ kiểu liên hồi đổ xuống mọi vị trí, làm bọn tôi không ít lần suýt mất mạng. Mãi sau này đi học quân sự tôi mới hiểu, bố trí đánh địch như thế khác nào là lạy ông tôi ở bụi này, hoặc thân xác chúng tôi đây xin mời các ông làm món chả nướng. Cứ tưởng bắn hạ kẻ thù dễ như trong phim ảnh, và mình là một Ken Maynard, một Charles Starrett, một Gary Cooper của Việt Nam vậy. Té ra giết người có tổ chức cũng phải có nghề trời ạ. Đâu phải chỉ dăm 7 ngày chạy sang học lõm vài ngón nghề chiến đấu ở đại đội Lê Khắc Tư, đóng bên cạnh là đủ tài đủ sức diệt hết quân thù. Và sự thật rành rành là quân thù đã diệt biết bao bạn bè tôi, chỉ vì chúng tôi xông vào lò lửa chiến tranh không một trang bị kiến thức chiến đấu tối thiểu. Chúng tôi hy sinh cho tổ quốc ngay khi chưa kịp bắn viên đạn đầu tiên. Riêng bản thân tôi, nói có trời đất, có Phật, có Chúa, có Đức A-la, quả tình tôi chưa kịp bắn viên đạn nào khỏi nòng súng, chưa được chứng kiến kẻ thù nào chết ra sao. Nói cách khác, tôi đã thoát cái tội số 1 nơi 10 điều răn của giáo lý Thiên Chúa giáo là tội giết người. Được cái vào thời gian ấy, tội ấy không những không bị lên án mà còn được khen ngợi, giết người có lý tưởng, giết người vì mục đích cao cả, vì giai cấp, vì chính nghĩa. Thế nhưng, số phận lại đùa cợt với tôi bằng cách đẩy tôi vào con đường quân sự. Đó là đầu năm 1947, ăn Tết xong, Đại tá Hoàng Minh Thảo ký quyết định cho tôi về học trường quân chính Nguyễn Huệ, khóa 1, để trở thành người chỉ huy có bài bản sau này. Tôi đã mừng rỡ khi được hỏi, thích về đội tuyên truyền hay là về trường quân sự? Và trả lời tôi thích làm nghề võ. Thế là bắt đầu một cái sự trái khuấy đến không ngờ. Chính từ cái trường võ đầu tiên này,
mà tôi thành quan văn nghệ, nhạc sĩ nghiệp dư. Số là trường quân chính tuy ở khu 3 nhưng tập hợp gần như tất cả tinh hoa về văn hóa của bộ đội, mà hầu hết là trai Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình. Ngoài những giờ luyện tập vất vả ở thao trường thì các giờ lên lớp về lý thuyết như là đạn đạo parabol, thuốc nổ TNT, cấu tạo đạn lõm đều đòi hỏi học viên một vốn văn hóa chí ít cũng là diploma, tức là tốt nghiệp trung học cơ sở. Những người gọi là có văn hóa sinh hoạt bên nhau suốt dọc sông hai huyện Phù Dực và Quỳnh Côi, Thái Bình. Tất nhiên cũng cần có những món ăn tinh thần mà thời đó chẳng có gì ngoài bích báo và hát. Hàng loạt nhạc sĩ, ca sĩ tự túc đã trưởng thành ở những lò quân sự, nơi không ít học viên đều rành mấy khúc hát của Vincent Scotto, vài khúc đàn của Schubert, Chopin, Beethoven, để khi rảnh rỗi hát lên nỗi lòng mình. Trước kia mỗi người ở một đơn vị thì hoạt động văn nghệ đơn lẻ, chẳng được mấy khuyến khích. Thậm chí mấy ông chỉ huy bần cố nông còn cho là trò chơi tư sản. Nay được quây quần bên nhau, anh chiếc violon cà tàng, anh chiếc mandolin, cây guitar thùng xích xẹo đã thành một dàn nhạc. Hơn thế nữa, một học viên nguyên là dân chơi saxophone tenor ở bar dancing cũng xách kèn về nhập trường. Thế là song song với việc học quân sự, chúng tôi hình thành một nhóm hoạt động âm nhạc, cũng hòa tấu, cũng đệm cho đồng ca đơn ca. Tiếng lành đồn xa, tiếng hát vang xa. Chúng tôi thường được mời đi biểu diễn hội nghị này, hội nghị nọ. Có lúc được miễn công tác gác đêm tuần tra và mọi công vụ như là lấy gạo kiếm củi để lo tập tành văn nghệ. Trường tới đâu là địa phương đó vui hẳn lên như có gánh tuồng nào tới, nhưng cũng đem lại nỗi lo cho nhiều người. Vì lắm khi tiếng đàn, tiếng kèn làm át cả tiếng máy bay Spitfire, Junker bỏ bom ngay ở đầu chợ cuối làng. Những bài hát đầu tay của tôi ra đời chính do yêu cầu của cái tổ chức văn nghệ bán chuyên nghiệp nhưng hết sức có nghề này. Bài Chiến sĩ khu 3, Về rừng núi, tôi viết, đúng hơn là phịa ra, chỉ vì đào đâu ra bài mới có son phe đàng hoàng để dàn nhạc tồn tại nếu không có người biết viết nhạc lên giấy như tôi. Vậy mà dưới bàn tay chỉ huy và sắp xếp, lúc đó đâu có khái niệm phối khí của thầy Quảng, một thầy dòng phá giới với sự tham gia ý kiến, nhất là nhiệt tình say mê, chơi cho chính mình, động viên chính mình. Những sáng tác đó đã sống huy hoàng cho đến khi tôi mãn khóa. Số phận đã đưa đẩy tôi mắc phải và không gỡ nổi cái nghề âm nhạc đến cuối đời. Còn các bạn cùng chơi nhạc, cùng trình độ văn hóa âm nhạc như tôi, hoặc hơn tôi thì kẻ ra mặt trận, người về quân nhạc. Nhưng tất cả đều nửa đường đứt gánh hoặc là hy sinh, như là Tử Giang, chơi sáo, kỳ vẫu, viêu lông. Còn lại dăm ba người nặng nợ với cây kèn, cây sáo, như thầy Quảng, Bảng, Căn, thì sau này được thêm vài ngôi sao trên vai trong các đội lính kèn. Có dịp gặp lại tôi đều tỏ ra ngán ngẫm cho cái nghề âm nhạc, quanh đi quẩn lại hết phục vụ chào cờ đến tang lễ. Vài người còn như trách tôi về cái tội đầu têu trò âm nhạc cây nhà lá vườn năm xưa để họ lẹt đẹt mãi tới bây giờ. Với tôi, cả một lớp trẻ làm văn nghệ bằng văn hóa và trái tim lúc đó mới là nhạc sĩ đích thực. Tôi dám khẳng định là một số nay tuy đã trở thành bác sĩ, giáo sư, thậm chí đang chết dần chết mòn ở nước ngoài vì trốn chạy cộng sản, còn giỏi âm nhạc gấp ngàn lần mấy vị hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam hôm nay. Họ đã kiên quyết giã từ vũ khí khi thứ vũ khí đó quay lại hại mình. Số là hầu hết những gì chúng tôi có trong hành trang âm nhạc chỉ là những cái mà nhà trường, sách vở, phim ảnh Pháp Mỹ, đĩa hát 78 vòng một phút, thậm chí cả nhà thờ Công giáo, nhà thờ Tin lành trang bị cho. Thời ấy ảnh hưởng của đài phát thanh, truyền hình đâu đã có, còn nội dung thì đâu biết cái gì là âm nhạc đế quốc, cái gì là âm nhạc cách mạng. Thấy những bài nhạc Pháp hay là tập là vác ra đánh cho anh em đồng bào nghe để mua vui, không mất tiền và vui cho chính mình. Thế thôi, vậy mà không ít kẻ đã ghép chúng tôi vào tội tuyên truyền văn hóa đế quốc, đi theo giai cấp vô sản mà còn sặc mùi tiểu tư sản. May thay cũng không ít người có chức có quyền lúc ấy, cụ thể là ban giám đốc trường quân chính Nguyễn Huệ, gồm các ông Dương Chính, Võ An Khang, lại dám bảo lãnh để ban nhạc chúng tôi sống được. Chính các ông cùng hai sĩ quan quân đội Pháp trong ban giám hiệu lúc bấy giờ,
Ông Hai Giá và ông Hai Chí đã trả giá cho sự hiểu biết đúng đắn của mình. Nghe đâu sau khi bất mãn trở về thành, hai ông đã bị người Pháp sát hại. Còn ông Dương Chính thì tới những năm 70, khi đi công tác tại Hải Phòng, tôi gặp lại ông trên cương vị một ông già bán chè chén trên hè đường Trần Phú. Gặp tôi, ông bắt tay vồn vã và tung ngay một câu tiếng Tây: "Chúc mừng, Chúa phù hộ cho mày." Ông còn bộc lộ: "Chúa không phù hộ tao nên tao không tồn tại, còn mày sặc máu tạch tạch xè, thế mà vẫn sống, vẫn có tên trên báo, trên đài, chẳng phải là Chúa phù hộ hay sao?" Chuyện trò với ông cả một đêm mới biết ông đã bị khai trừ khỏi đảng, suýt mất mạng vì bị đấu tố, phải nhận tội mất lập trường nghiêm trọng, mất cảnh giác chính trị, thậm chí còn bị tra hỏi vì sao chui được vào đảng từ lúc cách mạng chưa thành công. Tất cả chỉ vì ông là một trí thức, một cậu tú đeo kính trắng mà lại đứng trong hàng ngũ nông dân mặc áo lính. Hơn nữa, ông lại chỉ huy và quyết định số phận của họ thì họ quyết không thể chấp nhận. Không ít người như ông Chính chẳng những bị khai trừ khỏi đảng mà còn bị khai trừ luôn khỏi mặt đất. Ngay từ thời đấu tranh giảm tô giảm tức năm 1953, không biết bao nhiêu cán bộ kỳ cựu đã là nạn nhân của làn sóng nông dân chủ nghĩa vô nhân tính, vô luân lý và cả vô chính phủ, đã đẩy không biết bao con người thiết tha yêu đất nước tới con đường không lối thoát. Và họ đã phải tìm cách trở về, thậm chí trở cờ, chống cộng đến cùng. Có thể kể hàng loạt tên các giới văn nghệ như là Đoàn Phú Tứ, Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Mạnh Côn và những tên tuổi sống dở chết dở vì các vụ đàn áp liên tục, những cái đầu không chịu cúi, những bộ óc luôn hoạt động, đặc biệt là những lời lẽ đanh thép luôn quá đúng, quá phải, khiến kẻ cầm quyền vô học phải sợ phát điên phát khùng mà cho họ vào tù, giết dần giết mòn hoặc là khoác cho họ tội phản quốc Việt gian chẳng cần đưa ra tòa xét xử. Một số sau này được lẳng lặng phục hồi, không kèn không trống, không văn bản, không xin lỗi, như là nhà triết học Trần Đức Thảo, luật sư Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Hữu Loan, Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Hoàng Cầm. Tất cả họ đều không có sức chịu đựng được những áp đặt vô lý của nhóm người vô học, hãnh tiến và tàn bạo. Trừ một số bái bai cách mạng, số còn lại hoặc chuyển nghề, hoặc bị đi cải tạo, hoặc im lặng chờ thời. Tôi thuộc nhóm thực sự cải tạo vờ, nghĩa là vờ giã từ tất cả nụ cười sơn cước, đứt dây đàn, chán trường, để toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng. Kết quả là năm 1949 tôi được kết nạp vào đảng với thành tích cực kỳ hiếm, sáng tác cả 100 bài hát phục vụ các phong trào học tập và chiến đấu của quân đội. Có thể nói ít có nhạc sĩ quân đội nào viết nhiều và viết đủ thứ như tôi, từ tổ Tam Tam, tiểu đoàn tấn công, bài ca của tổ Bộc Phá đến tuần lễ tân binh, tuần nhanh chóng, tiếng kèn báo động, tổng kết tân binh, tất cả đều thành bài hát y như những khẩu hiệu mà tay Lê Bạt phụ trách, cờ đèn kèn trống, sáng tạo ra những khi đảng yêu cầu. Tới nay ngồi nghĩ lại thấy khôi hài cho cái thành tích có mà không ấy. Có còn ai nhắc đến nó, chính tôi cũng không hề nhận đó là sáng tác trong bản thống kê thành tích vào mỗi lần xét khen thưởng. Như không ít nhạc sĩ đã kể là 500, thậm chí cả ngàn tác phẩm của mình. Lịch sử chẳng còn ghi nhận nó mà mình cứ thống kê thì không đáng tức cười hay sao? 5 tấm huân chương, hàng loạt bằng khen thưởng, kể cả giải nhất, giải A, B, lẫn giải thưởng nhà nước. Vì những tác phẩm không ai biết và chẳng ai muốn biết, muốn dựng lại, mang theo cả những tấn bi kịch, hài kịch kéo dài. Nó giải thích khá đầy đủ lý do tồn tại của tôi suốt cuộc đời đi theo cách mạng, vào đảng rất sớm, nhưng chẳng bao giờ được sống cho mình, sống vì mình, được nói cái mình muốn nói, tất cả là nói cái gì trên bảo nói cái gì mình không hề có trong tim khối óc của chính mình. Tóm lại, tôi đã từng là một cây bút đắc lực của đảng một thời gian dài, chấp hành nghiêm chỉnh mọi nghị quyết, văn nghệ phục vụ, công nông binh, đến mức toàn thiện, được cấp trên ưu ái, chiều chuộng hết mực. Cứ cái đà ấy mà tiến, có lẽ bây giờ tôi đã về hưu với quyền lợi ít nhất phải như ông Trần Hoàn, và tất nhiên hơn hẳn các chú Trung Kiên, Nguyễn Khoa Điềm. Nhưng tiếc thay hay may thay, tôi đã không hoàn thành vai tuồng lãnh đạo,
trong Tấn Trò Đời kéo dài. Tôi đã sớm trở lại tôi, cái tên Tô Đình Hải, nhắm mắt chào đời, nhe răng cất ba tiếng cười chứ không chịu khóc. Câu chuyện làm văn nghệ trong quân đội của tôi là cả một cuộc đời đau khổ đầy oan trái, bất công, đầy những đấu đá để kiếm thêm sao, thêm vạch mà, lạy trời có mắt. Hầu hết những kẻ muốn dìm tôi xuống đất đen, nay đã lần lượt chết cả, hầu hết đều chết bất đắc kỳ tử. Thực ra cũng sót lại vài tên, vẫn phởn phơ không biết ngượng, tận hưởng cái có được, nhờ vô tài nhưng lắm mưu mô ác độc. Thỉnh thoảng còn có vài tên ra cái đều, thông cảm với sự thua em kém chị của tôi, mà thúc giục tôi gặp chú này chú nọ. Vì bọn lãnh đạo cao nhất hiện nay chỉ ở tuổi con cháu chúng tôi, để trình bày, để đòi lại đảng tịch, để xin tiêu chuẩn cấp đất cấp nhà như tiêu chuẩn của một cán bộ tiền khởi nghĩa. Nhưng tôi đâu còn dại như thuở 18 đôi mươi, tôi đâu có vì miếng ăn hơn người mà khom lưng quỳ gối trước bọn lưu manh đang nắm quyền, cho và không cho, giết và để sống, bắt hoặc thả ở mọi cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Đối với tôi, mọi thứ khen thưởng danh hiệu từ lâu chỉ là trò mị dân miễn phí, nếu không muốn nói là thứ hành động, chính sách gây chia rẽ. Bởi giới văn nghệ mà đoàn kết là cái đáng sợ nhất cho lũ chức sắc. Chỉ một nhiệm kỳ bằng cái lá phiếu ba vạ là một ông tổng bà phó được chia ngay lập tức nào ô tô, nhà lầu, quyền lợi, hộ chiếu thường xuyên đi nước ngoài. Vậy thì, vạ gì mà không kết nạp một ông trung ương, một ông đại tá, thậm chí cả một anh quản lý khách sạn, một anh nhà báo chuyên viết bài tô hồng chế độ vào cái bộ máy mang tiếng là nghề nghiệp, nhưng sự thật chỉ là một tổ chức làm theo yêu cầu của đảng trực tiếp, là mấy chú ở ban văn hóa tư tưởng mà không có cả hai thứ ấy trong đầu. Làm gì còn tư tưởng khi bộ óc là cả một cục cức thối hoắc của những thứ lý luận ba lăng nhăng đã từ lâu bị vứt vào xoạt rác của lịch sử. Những cái gọi là hội văn học nghệ thuật mà tôi có thẻ hội viên tới ba hội, sự thật chỉ là nơi ẩn chứa những mưu mô nô lệ hóa giới làm nghệ thuật. Sau 30 tháng 4 75, các tổ chức văn nghệ càng phát triển ồ ạt. Hội nghệ sĩ sân khấu có gần 10.000 hội viên, hội nhạc sĩ Việt Nam có tới 1.000 nhạc sĩ. Cái thứ tổ chức ba vạ đó càng phát triển lại càng trở thành vô tổ chức. Riêng về khối biểu diễn thì hằng hà sa số nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, siêu sao, danh hài, quái kiệt xuất hiện ngày một đông đúc. Trong số đó ta gặp đủ loại người, đảng viên, công chức, thương gia, cò mồi, kẻ trung kiên với chế độ có, kẻ một thời chống cộng hăng hái cũng có. Tất cả đều được các quan văn nghệ thời đổi mới nay đề nghị xét tặng danh hiệu này, mai ban phát học vị kia. Để làm gì? Để kiếm trác phiếu bầu, để được ngồi lâu ở ghế chánh, phó tổng, chấp hành chấp tỏi các hội to, biết đâu lại chẳng được một căn hộ chung cư với ông chủ tịch nhà nước Trần Đức Lương như các ông nhạc trưởng Dương Ngọc Đức, Trọng Bằng. Thế là loạn xà ngầu kèn cửa bôi xấu, loạn xà ngầu khen thưởng phong tặng, giả chân lẫn lộn, đánh nhau dài dài chỉ vì quyền và lợi. Còn thực trạng của nền văn học nghệ thuật thì suốt năm này qua năm khác đều là có nhiều thành tích nhưng chưa có tác phẩm xứng đáng với tầm thời đại. Ông đảng và ông nhà nước không phải không thấy đã móc túi chi quá nhiều cho bọn văn nghệ văn nghẽo mà mãi chẳng thấy sản xuất được mấy tác phẩm bốc thơm mình, cho thật thơm như mình mong muốn. Người được đầu tư sáng tác thì trả nợ bằng những tác phẩm chẳng ai buồn nghe, buồn xem, buồn đọc. Người có thật tài muốn làm một cái gì đó để khẳng định mình thì ngày càng nản, nhất là sau các vụ bị công an văn nghệ đánh một số tác phẩm kha khá, sau khi được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Lui mạnh miệng động viên, không bẻ cong ngòi bút. Một số nhờ có điều kiện kinh tế do vợ con hoặc kiều bào yêu nước tiếp sức bằng đô la, đã và đang phục xuống sáng tác để chết rồi may ra được ra mắt hậu thế. Một số những cây bút trẻ thì vùng lên đáp ứng yêu cầu của lớp trẻ thành thị đang dựa vào nền kinh tế thị trường, nhưng tự cắt đi cái đuôi xã hội chủ nghĩa để cho ra đời những quái thai sáng tác đầu Mỹ mình Hàn. Đặc biệt trong âm nhạc, người ta nhập đủ thứ vô văn hóa âm nhạc nhất, quậy phá nhất ở các nước kẻ thù xưa. Họ đâu có ngại mấy ông lãnh đạo văn nghệ
mấy ông văn hóa tư tưởng, vì mấy ông có biết gì đến Internet mà tìm hiểu chúng là cái giống gì. Riêng tôi, sau khi từ bỏ được mọi ràng buộc với các cơ quan của đảng, trở về với đồng lương vừa đủ ăn sáng, tôi cũng gắng viết vài tác phẩm không lời để chẳng kẻ nào có thể phê phán nốt si là vô sản, nốt đô, nốt la là phi vô sản, như là concerto, buồn, vui và khát vọng cho đàn bầu và giao hưởng, như sonat cho violon, piano, hoài niệm lúc hoàng hôn. Những năm còn U70, buồn thay, cho tới nay nhạc của tôi vẫn chỉ nằm trên giấy. Tôi chẳng bao giờ được nghe thấy chúng thành âm thanh cụ thể, vì chỉ mấy ông chức sắc mới có quyền được dàn dựng ở các nhà hát do chính các ông làm chánh phó giám đốc mà thôi. Tôi đành xếp chúng vào ngăn tủ cùng với hàng loạt tổng phổ và gắn cái bảng cắt tông có đề một câu: nơi đây yên nghỉ một cố gắng nghệ thuật vô ích cuối cùng của tôi. Tiếc là hôm Trần Danh từ Hà Nội vào làm phim tài liệu, Tô Hải, người chiến sĩ, nhạc sĩ, đã yêu cầu tôi lật sấp tấm bảng và tôi lại nhượng bộ để phim có thể thoát được. Tuy nhiên, trường đoạn máy lia qua các bản tổng phổ nằm la liệt trên nền nhà thì được thông qua, không bị cắt hình nào kèm theo lời bình. Cả thước tổng phổ cứ nằm đó năm này qua năm khác mà chẳng ai chẳng bao giờ được dàn dựng cả, vẫn được giữ nguyên. Phim chỉ chiếu đúng một lần trên TV, nhưng đã gây được tiếng vang đặc biệt trong giới đồng nghiệp cùng trang lứa. Có bạn vừa gọi điện cho tôi vừa khóc vừa thương tôi, hay là thương cho chính mình, đã bị đời bỏ quên bạc đãi, dù ốm đau què quặt, thiếu thốn đủ đường, ở một nơi khỉ ho cò gáy, sống nhờ vợ bán bánh mì đầu đường mà vẫn can đảm làm âm nhạc đích thực lúc sắp sửa từ giã cuộc đời. Bộ phim này tôi lưu được trong VCD và đã có dịp gửi tặng bạn bè họ hàng ở nước ngoài. Kể từ ngày xuân năm đó, niềm vui trở lại với tôi vì tôi đã tìm ra cách sống và quyết phải sống để làm một việc gì đó dù chỉ có chút lợi còn con cho đời. Tôi tự an ủi, dù sao thì mình còn may hơn nhiều so với những Trần Dần, Phùng Quán, những Ích Tâm, Hùng Khuê, những người đã chết vì cái ngu của chính mình. Tôi may mắn còn sống sót đến hôm nay để thay những trang tổng thể bằng những dòng hồi ký về cuộc đời làm văn nghệ sĩ bất đắc dĩ dưới một thể chế biến tất cả thành nô lệ, biến lũ chúng tôi thành những tên bồi bút hèn kém suốt cả cuộc đời. Kể từ những sáng tác văn thơ nhạc tập tuệ, viết để mình đọc, để trao đổi với bạn bè cùng trang lứa, tới ngày ở tuổi 17 được lần đầu in bài thơ Thôi Thế Là Tan Giấc Mộng Vàng, Nàng Đi Giữa Lúc Gió Xuân Sang, rồi đến các bài hát Có Một Nàng Thôn Nữ, Nụ Cười Sơn Cước, Chiến Sĩ Khu Ba. Chưa bao giờ tôi dám tự nhận mình là nhạc sĩ thi sĩ. Với tôi, đó là những nghề đòi hỏi một tài năng thiên phú, một cái đầu thật lớn và một trái tim thật nồng nhiệt. Văn nghệ với tôi lúc ấy chỉ là một cuộc chơi không hơn không kém, chẳng có ý đồ mục đích gì, tất cả chỉ bật ra trong vô thức tiếng nói của tâm hồn, của những nghĩ suy, những cảm nhận mà lời nói bình thường không có khả năng diễn đạt. Hơn nữa, có nhiều người đồng cảm với tiếng nói của trái tim tôi. Dù nó đập lung tung, khi có ý thức, khi vô ý thức, nhưng bao giờ cũng chân thành. Tôi nghĩ ra những câu hát để hát lên cái mà mình cảm thấy. Rồi tôi nối các câu đó lại với nhau, độ 8 câu là thành một bài hát, được cái trời cho một năng khiếu âm nhạc, từ thuở lọt lòng và được giáo dục âm nhạc qua loa trong các trường sơ, trường trung học, nhất là nhờ công thầy Quảng, thầy Bích. Tôi đã nắm được sơ sơ lý thuyết tối thiểu ký xướng âm, nên có thể ghi ra những gì mình vừa hát. Tuy nhiên, sau này được học hành tử tế rồi, tôi mới thấy rằng trong các bài ký âm thuở ban đầu, nhiều chỗ tôi đã ghi sai bét be cả về cao độ, trường độ, nhịp điệu, tiết tấu. Tôi cũng rất biết điều này, nên nhiều bài tôi chỉ hát và dạy truyền khẩu cho đơn vị, chứ không dám ghi thành bản nhạc có chữ, có nốt đàng hoàng. Sợ sai thì các nhạc sĩ thứ thiệt sẽ lật tẩy tôi là một nhạc sĩ hạng bét. Những nhạc sĩ dốt nhạc sau này tôi gặp nhan nhản tới tận bây giờ. Thậm chí có cả những vị nhạc sĩ lão thành chưa từng học qua một lớp ký xướng âm, chưa hề biết Beethoven là người nước nào, làm nghề gì. Chuyện thật 100% đấy. Không ít các ông hội viên Hội Nhạc Sĩ Trung ương
Nếu bỏ cây mandolin, cây guitar ra thì hết sáng tác. Họ tồn tại nhờ những năm quần chúng làm được tất cả, và khi sáng tác không son phe, trở thành một cuộc vận động hẳn hoi trong quân đội. Khi người ta đã phát động phong trào sáng tác tập thể, nghĩa là ngồi tập hợp cả một đại đội, mỗi người hát một câu kết nối lại với nhau, thế là một bài hát ra đời. Trong đó toàn là khẩu hiệu. Còn hơn nữa, người ta tặng những giải thưởng về âm nhạc cao nhất cho một bài hát sáng tác, năm cha ba mẹ như thế. Điển hình là bài Thời cơ đã đến, bài Biết ơn Đảng và Chính phủ, giải nhất toàn quốc. Cũng không loại trừ có một bàn tay cơ hội nào đó đã lái cả một tập thể nào đó theo cái gu sáng tác của mình và đóng dấu tập thể để lấy thành tích là biết dựa vào công nông binh, như bài Vì nhân dân quên mình của anh lính lục quân Doãn Quang Khải đã được đánh giá là bài hay nhất, mặc dầu cho tới nay đố một công nông binh nào hát đúng cái bài Hết sức Tây này với những nửa giọng liên tục, những nối tiếp điệu thức sang thứ về trưởng vuông vức y hệt một bài trong sách giáo khoa âm nhạc. Tội nghiệp cho nhạc sĩ được giải nhất đó sau này bị điều về làm trưởng một đoàn văn công sư đoàn mà chỉ tồn tại không quá một năm thì giải tán, trừ vài diễn viên được sát nhập về quân khu. Tuy nhiên không ít tay văn nghệ ba xu mang danh công nông binh vẫn cứ tồn tại trong và ngoài quân đội trên cương vị lãnh đạo, thậm chí còn được gửi đi Liên Xô, Trung Quốc bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị lý luận Mao Xít. Từ đó họ trở về với các học vị, học hàm, giáo sư, tiến sĩ, tiếp tục làm khổ giới văn nhân nghệ sĩ tới tận bây giờ. Riêng thằng lính lục quân Tô Hải cứ tiếp tục viết theo cảm nghĩ, theo cái vốn có sẵn của mình để phục vụ những người đồng học. Chẳng biết cái chuyện công nông binh, công nông biết ra sao. Xung quanh tôi lúc ấy chỉ là những Văn Phục, Khôi Bi Ve, Phú Móm, Lê Điệp, Lê Quân, Huy Thái, Lâm Quế, những chàng trai Hà Nội mà lúc ra đi còn mang theo ấn tượng không phai mờ của các bộ phim Mỹ, các bài hát trong phim với Richard Green, Nelson Eddy, nhất là các bài country trong phim Cowboy. Cho nên không có gì lạ khi đêm biểu diễn đầu tiên của nhóm học sinh quân Liên Khu 3, chúng tôi đều sặc mùi Mỹ. Nghĩa là toàn swing, blue, rumba, có cả một nhạc cảnh swing từ đầu đến cuối với cái tên Vui Mùa Lao Công kết thúc bằng câu hát ca vang lừng nhạc swing giữa thủ đô mà chẳng sợ ai bảo làm văn nghệ đế quốc cả. Không có trumpet thì Văn Phụng hốt bằng cái chổi quét nhà, còn Lê Quân thì dùng cái cưa giả làm trombone để té rè, re te, ré te tè sau câu nghiêm đi đầu nhìn trước, thẳng đằng sau quay. Nhạc cảnh này chúng tôi dưới danh nghĩa các anh lính chọc vào trường này bắt chước tàu, bắt buộc cạo chọc đầu, đã từng diễu võ dương oai ngay tại một thánh đường âm nhạc, đại hội thành lập Liên đoàn Nhạc sĩ Liên Khu 4, họp tại Đô Lương Nghệ An năm 1949-1950 gì đó. Dưới nhĩ mục quan chiêm của đầy đủ tai to mặt lớn trong làng nhạc thời bấy giờ như là Lê Yên, Nguyễn Văn Thương, Ngọc Bích, Hải Châu, điều kỳ lạ là không ai phê phán gì mà còn hết lời ca ngợi động viên, có lẽ để nâng đỡ các anh chàng lính làm văn nghệ chăng. Kết quả không ngờ là tôi nhận được một bức thư khá dài và chân tình của ông Tổng Thư ký Nguyễn Văn Thương khuyên nên tiếp tục viết nhiều hơn và đề nghị tôi gửi ngay bản thảo về Hội Văn Nghệ để kết nạp tôi vào liên đoàn. Cuộc chơi đã đến lúc không còn là cuộc chơi rồi. Nhạc sĩ gì mà ba cái thứ hát lếu láo cho vui giữa nơi rừng sâu hà cháy này. Hơn nữa, khi ngồi kẻ khuôn để ghi lại các bài đã hát thì quá là bí. Tôi không thể ghi đúng những gì tôi và các bạn đã hát. Trình độ nhạc lý không theo kịp với cảm xúc, với bản năng âm nhạc của tôi. Chỉ riêng những syncope, demi-syncope, những legato không nhấn nhịp mạnh hoặc đánh yếu thành mạnh hoặc ngược lại là đã vỡ đầu rồi. Thế là tôi đành đánh bài lờ, chẳng dám ngồi chung mâm chung bát với các vị nhạc sĩ thứ thiệt. Vả lại, cuộc đời làm lính lục quân thực sự cũng cuốn hút tôi. Thời giờ không còn một phút để ngồi viết thư chứ đừng nói ngồi chép nhạc. Từ sớm đến tối là một quy trình của trên ngàn cỗ máy con chạy theo cỗ máy lớn. Chả là lần đầu tiên người ta đã cho xây một hệ thống trường quân sự tương đối chính quy, thiết kế cả một hệ thống doanh trại, đại đội bộ,
trung đội bộ, tiểu đoàn bộ đến hiệu bộ, cứ như là đất nước không có chiến tranh vậy. Nước sông công lính, lũ sĩ quan tương lai chúng tôi được huy động cho cái công trình hết sức tốn kém sức người, thậm chí cả tính mạng ở nơi khỉ ho cò gáy gần biên giới Lào mang tên Hà Cháy này. Ít nhất có 3 mạng đã mất xác khi xuôi bè gỗ từ thượng nguồn sông Lam về, bè bị vỡ tan khi vượt thác. Chúng tôi phát đồi, bạt núi, đẵn gỗ, đóng bè, vượt thác, vượt gành, chở vật liệu về dựng nên cả một cơ ngơi hiếm có cho cái trường lục quân không hợp thời này. Không ít người đã sớm tan giấc mộng, sĩ quan ngựa hồng côn bạt, ngay từ những thử thách tinh thần và bị mắc lừa đầu tiên này mà rút lui bằng nhiều cách, nhất là những chàng trai chưa một ngày mang thân ở lính. Cũng không ít người đã hy sinh ngay thời kỳ lao động xây dựng trường, những người khác để thử thách lòng trung thành với cách mạng, khi ra trận lập tức được đẩy lên hàng đầu trong các đợt xung phong, bỏ mình ở khắp các mặt trận từ Bắc vô Nam mà chẳng ai biết xương cốt vùi ở nơi nào. May mắn chỉ dành cho mấy anh sau này tốt nghiệp ra trường, làm sĩ quan không quân, nghĩa là chẳng cầm quân đánh ai bao giờ. Một số ít nhờ trời nhờ Phật, nhờ phúc đức cha mẹ ông bà tổ tiên cũng có tham gia chiến dịch này chiến dịch khác, nhưng vì đạn địch nó chê nên sống sót để bám vào cái nghề sĩ quan chuyên nghiệp. Cho tới đúng 60 tuổi về vườn với cái lon đại tá là hết nước, cùng đồng lương hưu đủ cho ngày hai bữa cơm rau cá. Trở lại thuở vác tre đánh gỗ trên ngàn của mấy chàng trai tạch tạch xè chúng tôi, những anh còn sống có dịp gặp nhau ngồi nhắc lại những ngày lao công kinh hoàng đó, đều chẳng hiểu sao mình có thể chịu đựng nổi những vất vả ngoài tưởng tượng của con người đến thế. Các bạn vừa nghe xong phần 4, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 5.